Chào bà con, khi các chuyến xe bus như thế này đó thì khoảng chừng 5 phút thì có một chuyến. Thì vừa rồi mình đi xe bus vừa rồi, nhưng mà không tới 5 phút đâu bà con, có chừng 2 phút thì bắt đầu có một chuyến xe bus họ đi cho bà con tham quan đó. Rồi bây giờ coi như mới ngồi được chút xíu à. Thì khoảng chừng 1-2 phút xong có một chuyến xe rồi. Thì tùy theo số người nhiều hay ít nha. Thì nếu mà nhiều thì người ta hướng dẫn ít hơn, hoặc có thể chạy nhanh hơn. Còn nếu mà ít người thì người ta hướng dẫn tận tình lâu hơn để mọi người có thể tham quan. Đó là cái ý nghĩ của mình như vậy thôi. Đó, giờ một chiếc xe khác tới nữa rồi. Như vậy thì có khoảng chừng 1 phút, 2 phút coi như để người giải quyết được số người để chờ đợi. Đó, thế bây giờ thêm một chuyến xe nữa bắt đầu người ta cũng xuống tiếp bà con. Coi như vậy, coi như những người mà đi tham quan ở sở thú Safari này thì khỏi Vinfield Safari thì khỏi mất công thời gian chờ đợi bà con. Thì những này có một số người họ đi theo tour, rồi một số người đi theo các công ty họ đài thọ, rồi một số người thì bỏ tiền túi ra như gia đình mình á, thì mọi chuyện túi ra để mà đi. Đây cái đảo Phú Quốc này mình nghĩ là tương lai coi như rất là phát triển. Tại bây giờ mình thấy người ta đang xây dựng cái hotel kia rất là nhiều. Thì không riêng gì người Việt Nam mà cả những người ngoại quốc cũng tới đây để tham quan. Và mình có hỏi một số tài xế ở nơi đây thì họ cho biết là coi như số người mà tới du lịch ở Phú Quốc này á thì đông nhất á là người Mỹ, rồi sau đó tới Đại Hàn, rồi Ấn Độ, còn Trung Quốc á, cái tụi tàu á thì lại ít, tại vì tụi tàu nó ở bên đó nó cũng có, nhưng mà như khi họ muốn đi coi những cái cảnh chỗ nào mà có thể mua đất đai được á thì người ta tới giống chẳng hạn như Đà Nẵng này kia đó. Còn mới dám đi du lịch như thế này thì hình như người tàu không có quan tâm tới. Họ chỉ tới cái nào mà có thể có lợi cho họ. Thí dụ như Đà Nẵng hay Nha Trang. Đó là ý nghĩ của mình thôi. Còn thực ra thì thế nào thì mình không biết ha. Coi nếu mà ai mà cảm thấy ngứa tai thì bỏ qua nha. Nơi nào cũng vậy. Nếu mà mình làm ăn có chút tiền đó thì nên đi chơi, tại vì cuộc sống con người ngắn ngủi lắm bà con mấy chục năm rồi cũng chuẩn bị lên đường thôi. Rồi nếu mà người nào mà ông trời ban cho sống dài hơn chút xíu thì nhiều khi bệnh tật này kia cái nọ cũng sống vất vưởng này kia nọ để chờ ngày ra đi. Thì nếu chúng ta có cơ hội để mà đi du lịch thì cứ đi đi bà con, tại cuộc sống quá ngắn ngủi đi. Nhiều khi mình làm kiếm được nhiều tiền mà không được đi chơi chỗ này chỗ kia thì cũng uổng cho cuộc sống con người quá ngắn ngủi. Rồi ai mà giúp được việc từ thiện thì cũng nên đi giúp đi. Tại vì con người sống với nhau thì nếu mà mình chia sẻ bớt thì mai này mình ra đi thì ở trên trời còn biết đâu người ta cũng nhìn ngó mình thì họ cũng chia sẻ bớt với mình ha. Ok, cảm ơn bà con nha. Vừa rồi mình nói chuyện bậy bạ chút xíu, không biết có nghe bà con có nghe lọt cái tai không á. Nếu mà không nghe lọt tai được á thì bỏ qua nha. Ok, rồi tạm thời mình ngưng máy. Bây giờ coi như như vừa rồi thì coi như mới xe bớt tới một chuyến một á. Rồi bây giờ tạm thời mình ngưng máy. Rồi bye bye bà con.